Sấm giảng người đời liên tục đến hồi thứ tám. Nam mô A Di Đà Phật. Mái trời mở hồi đăng khoa, mười ba tháng chín trời ra một điểm. Trời chiều mây lặng gió êm, giờ thân trời mới nổi lên rõ ràng. Điềm hiện ba sắc tam quan, sắc đỏ sắc vàng, lại giới sắc xanh. Một điềm ba sắc chẳng lành, ất sửu tháng tuất giờ thân không hiền. Một điềm ba diệt đạo quyền, hăm bảy tháng này phúc lại hiện ra. Phía đông cái bàn màu vàng, lại thêm cái lấy khó mà biết bao. Trắng xanh vàng đỏ bốn màu, viết đời cần lắm khó âu bây giờ. Ráng mà tu niệm kính thờ, tôi không có muốn ước mơ làm gì. Hào quang mà hiện sắc vàng là của tiên hoàng mình đề. Đó là của nước tiên dương rõ ràng. Hào quang xanh của tầng hoàng, hào quang sắc trắng của Tây vậy mà. Cho nên ngài nó chiếu ra mười ba tháng chín hiện ra rõ ràng. Nói cho già trẻ đằng tàn, viết đời gần chớ không xa mà chờ. Phật trời chiếu rõ tri cơ, có nghe không ép làm ngơ không này. Xem trong nam quốc gái trai, không kiến tông tổ theo lời khuyên dặn nhau kết quán gây thù, nói xiên nói xéo theo lời ngưu lan. Quê mình tài trí đa đoan, không kiên tình tú chê sang ngũ hành. Nói rằng loài quỷ xuân sanh, cho nên thần nữ theo hành.
kinh, làm cho gia quyến bất bình, nhỏ không nhìn lớn tại mình ngộ ngang. Cõi trần mà đặng bình an, nhờ đâu mà lại chế hàng ngủ dương. Quá xanh vạn vật nuôi mình, cũng là trong hội ngũ dương vậy mà. Năm vị con của Ngọc Hoàng, cho nên cõi thế cõi mà năm cung đại giang là liễu lục cung, coi về cõi nước chuyển luân cho trần. Đại lâm là mộc tinh quân, coi theo tháo mộc vạn dân đều nhờ. Đại địa là vị thổ quan, coi về sở đất cho trần hạ đây. Vạn dân gia đạo an hòa, hoặc là tử tán cũng là thổ quan. Quả tinh là vì lửa hồng, làm cho chính vật được trần độ tân. Kim tinh là ngọc báo châu, có diêm có mẹ mà nuôi cõi trần. Năm vị vốn thiệt năm thần, chẳng thiếu nợ trần sao lại réo kêu. Bởi cõi trần hạ trớ trêu, réo kêu thì tới cõi dài làm sao. Thấy đời tôi lại ngán ngao, rủa thôi rất độc lẽ nào dám dung. Rõ kêu cố hệ thượng cung, bà quá bà thủy lại kêu thánh thần. Năm non bãi núi bà hồng, ôn hoàng dịch lễ lại kêu bãi bà. Lại kêu tinh tú vậy mà, cửu phẩm linh bà mười phẩm cung cô. Rủa kêu khắp thần linh, lại chê thần thánh chẳng linh chút nào. Cho nên mười chín cõi vào trần gian chớ chất hỗn ào đừng than, cũng đừng ý sức nghinh ngang.
Thánh thần không phải là hàng tay sai. Nói cho thiên hạ gái trai, từ đây riết tới chẳng sai bớ trần. Nói cho mà giữ lấy thân, đông tây nam bắc mười phần còn hai. Cửa trời bốn phía mở khai, trách lòng ba tánh dài hoài không tin. Không truyền chế Phật chẳng linh, truyền rao ba tánh lại sao không gì. Xét trong thiên hạ vậy thì hùng hào xa ngục tiếng đời đồn xa. Người hiền thì ở trong gia, quê mùa nào biết tây tà chi đâu. Hồng hào thông thảo quần châu, má tà cai đội ngục nào cùng thông. Thấy vậy mà não mà nồng, gầm trong thiên hạ như chim như trong lòng. Cứ sao chẳng xét lấy lo bé nạn chống thần chống tiên. Cho nên nhiều kẻ lụy liên, Phật trời thấy vậy nào yên trong lòng. Cho hàng chư sĩ Quan Âm, giáo người trần hạ kẻo lầm thần tiên. Ở sao chẳng biết làm hiền, cứ lo tranh đấu hết tiền mới thôi. Thấy ai đôi khó cúc con, chẳng thương thì chớ biến nay đoạn trường. Sang giàu như ngựa buông cương, bằng y sĩ tiền như chuông đền vàng. Chớ rằng bằng phú khó toan, xá thân cầu đạo nào màng công danh. Sang giàu mà chẳng làm lành, sao bằng tích đức để dành ngày sau. Khó nghèo tích đức như đèn, sang giàu hung ác như kèn bị ai. Xuân hồi thì hạ mới lai, thu qua đông lại nào sai đâu.
bấy giờ khắc thể vậy mà. Bốn mùa tám tiết vậy mà đổi xây. Thở nơi đông chót xuống đông, bây giờ xuống chót đông hầu là thay. Từ đây tuất hỏi tới đây, Phật trời xây đổi đông tây khác mùa. Giáp ất chưa biết tới chùa, bình định thời mới biết chùa đế dương. Màu kỳ tam cõi đăng đàn, canh tân thì mới hiệp đàn phân ngôi. Nhâm quý chư Phật ta bà, nhân vật thiên hạ nhà nhà ấm no. Thương thai dạy nhỏ dạy to, dạy hơn dạy thiệt sao dân không dò. Cứ lo chửi rủa đôi con, không biết niệm Phật mà lo cứu mình. Có rủa kêu réo thần linh, hãy kêu thì tới trọng khinh mạc tình. Linh thần là vị thần quan, thượng đồng cố hỷ con vua Ngọc Hoàng. Bái là bái phẩm nương nương, năm ông vốn thiệt Phật dương cõi trần. Năm non bãi núi chư thần, thủy long một cõi long cung nữ gian ngàn. Chúa sư là quân dạy mà, cửu phẩm linh bà vốn thiệt cửu cung. Ông hoàng dịch lễ rất ông, đại càng nam hải quốc gia cửu trùng. Nói cho thiên hạ réo kêu thì tới khó dung cho trần. Phật biểu tôi giáo nhân dân, khuyên trong già trẻ gái trai khá từ. Nếu mà rủa nửa thân, rủa người khác thể dung phân cho người. Dầu ai làm quấy thì cười, khuyên người sửa lại chớ đừng rủa chi. Chửi rủa mà có ích gì, chửi thời mang quà rủa
phải tay sai, cho nên cõi thế lại sai đến ngày. Bất kỳ già trẻ gái trai giận nhau thì lại kêu mà quan công, nói rằng quan đế chẳng linh, dặn hầu bé hồng nó đi cho rồi. Quan công hiển thánh về trời, có đâu ở thế cho trần hạ sai. Thế vậy tôi lại phiền hoài, quan công không phải thiếu tiền gì đoan. Mấy đứa họ hét nghênh ngang, hãy cho quan đế đàn tràng giữ an. Lại sai thái tử Na Tra ngụy trưng thần tướng chầu ba cõi rài, rao truyền khắp ba hết đông tây, bốn phương thần thánh khó mà dung cho. Nói cho mà giữ mà lo, đừng quen thói cũ mà bò nghêu ngao. Phải dò lòng biển càng sâu, lên non mới biết non là bao cao. Hễ là cần cần sơn truy điểu cần lâm biết rừng, ngó lên mây bạc chính tầng, ai đàn tội phước nửa mừng nửa than. Thân tôi ngủ nào an, thương đời trần hạ thác quan mà sâu, bởi chân chẳng biết càng sâu, cho nên mắt phải vào nơi thập sâu. Chết đâm chết chém rơi đầu, là người trộm cướp nào mà trách ai. Chết mà da thịt không phai, là kêu thần thánh mà sai bắt. Chết mà còn nói còn cười, là khi trong cõi ngũ hành chẳng linh. Chết mà mê sảng trong mình, khinh khi thất tổ của mình chẳng linh. Chết mà lo sợ hãi
kinh, là khi trời Phật nên mình thác quan. Chết mà chẳng thấy trôi thang, là kiểu ôn dịch nên mang khốn nghèo. Chết mà trôi nổi như bèo, ý vào con đức phạt dài thảm thay. Chết mà bất cập tri cơ, tai là háo sắc ước mơ má hồng. Chết mà thân thể sể xài, tai là lấy vợ giết chồng người ta. Chết mà thân thể chẳng hòa, tay mình ác đức chết mà treo tay. Thấy đời mà lại sầu tay, xin người dương thế phải suy lấy đời. Cũng đừng khi Phật ngạo trời, cũng đừng khi dễ dãy mà tổ tông. Cũng đừng chửi gió mắng giông, cũng đừng khi dễ tánh thần chẳng linh. Cũng đừng chọc gái tốt xinh, cũng đừng rủa xả mà thân chẳng toàn. Cái ác tùng thiện thời an, dầu cho có mắt tai nàng cũng qua. Cuộc đời khó nổi xếp ra, còn nhiều cách thảm còn xa bớ trần. Lớp thời hành bệnh trên không, lớp thời thủy lục lớp lôi ra đồng. Lớp thời đi đạp gai trong, lớp thì có cắt châu thân chẳng lành. Lớp thời ông kiến cắn mình, lớp thời ma quỷ hành hình ốm đau. Lớp thời u nhọt rất vào, chết thì trăm đàn mau rất nên mau. Ráng mà tu niệm dồi trao, thời có trời hoặc mau mau đổ. Nếu còn quên tánh bất minh, Phật trời thần thánh đâu dung bất bình. Cứ lo nhận đức thời hơn, cầu trời kháng Phật độ cơn hiểm nghèo.
nghênh ngang như thế bầu đèo. Có ngày rụng cuốn mà trong nỗi gì, nói cho già trẻ xét suy. Người tu nào có ai bi bao giờ, ác nhân như tung nước cờ. Phải suy, phải xét truy cơ bớ trần, chớ rằng quá phước ngay phần. Hiền từ gặp phước quả lần, lánh xa làm ác quản quả tại gia. Thánh thần trời Phật đâu ta gian tà, thánh thần cứu kẻ hiền từ, cứu kẻ niệm Phật, cứu người hiếu chung. Mấy đứa làm dữ làm hung, Phật trời thần thánh có dung bao giờ. Đừng thấy còn ruộng mà mơ, tới chừng rốt việc như tơ bị dài. Phật trời thần thánh giải rài, không nghe lời dạy khó thay bớ trần. Thân nơi cực nhọc nào cần, cảm thương ba tánh muôn phần lao đao. Chuyện đời khó dài biết bao, âm dương lộn lão tốn hao thế trần. Bởi trần lỗi quá muôn phần, cho nên lập hội long dân chọn người. Hiện từ thời đăng thành thơ, nghìn ngàn khó trốn lưới trời bớ dân. Lưới hồng bổ khắp cõi trần, chuyển lưng bát ca quái còn trong nỗi gì. Hạ quân sao chót xét suy, sự dông nào có khác chi sự chết thời mất xác còn hồn. Chí công có Phật chí tôn rước về, ác nhân quỷ sứ giữa kề, giam vào thập điện khảo tra nhiều bề. Chẳng khác trên cõi trần mê, có tội hành phạt mãn tha trở về. Dương trần con cháu bỏ bê, cho nên đổi khác nhiều bề thảm thương. Linh hồn quỷ trách gia nương,
mới đem con cháu thế cho ngũ hành. Nói rằng đôi rất chẳng lành, xin bà làm phước thế mà cho tôi. Ngũ hành xem thấy thương ôi, thương người đói rất đứng ngồi nào ăn. Dương trần sao chẳng liệu tan, sống sao thác vậy khác nào ở đâu. Trong già trẻ mau mau thành tâm tính lại ăn năn kẻo lầm, cải ác tùng thiện nhất tâm, tới cơn bát loạn Quan Âm cứu rài. Dầu cho mỏi mệt mấy ngày cũng không than trách cầu thần thiện tâm. Huệ lưu chẳng kể ăn nằm, cầu cho cõi thế khuyên răn bền lòng. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát, giải thoát cứu trần. Nam mô A Di Đà Phật. Hết hồi thứ 8. Tiếp theo đến hồi thứ 9. Nam mô A Di Đà Phật. Hạ quân tức hỡi đổi dời, Ngọc Hoàng hội nghị lập đời thượng quân. Dương trần đâu rõ nguồn cơn, ruộng trâu hao tổn nhân dân chẳng hạ quân như sợi chỉ mạnh, sao không tu niệm tranh giành làm chi. Phật trời tiên vánh sầu bi, cậy ông sư dạy mau đi giáo trần. Sư giải dội giả ân cần, đi hết khắp cả cõi trần giáo khuyên. Thương ông sư giải nhọc nhằn, sao thân chẳng biết mấy thân dưới trần. Hạ quân nhiều kẻ vô nhân, chẳng thương sư giải nhiều lần lao đao. Người còn chẳng luận công lao, xả thân vì đạo rao cho dân tường. Giáo khuyên khắp hết bốn phương, ai nghe thì lại mến thương vô cùng. Như ai có muốn làm hung
thì là ông lại giá khùng đi xin. Thân sao thân lại linh đinh, già rồi lại cực thân mình biết bao. Tới đâu cũng thấy hùng hào, ít ai kiên nể ồ ào chê bai. Lại còn diễu cợt chê cười, điên khùng nào phải thần tiên đâu. Là thế đời tôi lại xót xa, tôi thề hết tiếng cho trần hạ tinh. Thương đời dài đã hết tình, ráng mà nghe lấy bản kinh mà thờ. Dài từ chân tóc mối tơ, cớ sao lệ thứ làm ngơ không cần. Dạy cho tu lấy cái thân, không phải tôi biểu tu cần cho tôi. Có tu sao đặng ngôi cao, ai mà khi về thuở xưa là giặc ô xào, bây giờ là giặc Nhật Tàu tranh đương. Nói cho thiên hạ đặng tường, ráng mà tu niệm khỏi đường đạo binh. Giặc kia quý bắt chiến chinh, tu nhân thì đặng thần linh ngộ mình. Chớ đừng nghĩ sức đoạn kình, rồi sao than trách nói mình không hay. Phật biểu truyền khắp Đông Tây, chẳng nghe không kể bây giờ trách ai. Tôi là ông sải bán khoai, bán gạo ông trưởng ghé cuối đi kiếm dư trăm, tôi đậu tại đó hơn hai ngày trường. Ghé cuối ghé khoai ghé lường, chèo qua chèo lại tôi đương đổ trà. Có người bán bánh thiệt thà, bao nhiêu quỷ mị tinh tà sạch không. Thấy vậy thêm não thêm nồng, trở về núi cấm bồng bấy lâu. Rồi tôi
giờ trở lại An Giang Nam Thành. Tôi đâu có nại nhọc nhằn, cầu cho ai nấy làm lành tu thân. Tích thiện như đặng vàng cân, nhược bằng tích ác chẳng ngang thân mình. Tôi thề chứng có thiên đình, đặng cho ai nấy chớ tình nghi nan. Mấy người ăn ở nghênh ngang, tới đời thay bỏ lệnh khên như rêu. Tôi khùng nên nói trớ trêu, lùng lăng vàng ác nên yêu bản đề. Truyền rao khắp hết chợ quê, ai coi gian ác tựu tề mà coi. Nói cho thiên hạ xét soi, dân tiên nào phải con nồi để dương. Bởi chân tâm tánh hiền lương, thấu đến thiên đình thượng đế mến thương. Cho chàng kế sở dương, trịnh hâm là đứa bất lương ra gì. Gian thần đồng trác ai bì, lầm tai điêu thị chàng thì mạng giống. Kiệt trấu là đứa tham dâm, Đài Châu dân đế nhân dân khốn nàng. Trổ dương sao lại tan quan, dân dương tu niệm sao an nước nhà. Xưa nay có khác đâu là tu hành, xa tai nạn mấy đứa hung ác bất nhân, nào ai tạc để vô trong miễu thờ. Tu nhân tích đức hiển giang, cũng như hoàng đế nghĩ thương trần thế bơ vơ, tối ra tỏ tri cơ cho trần. Tôi đâu mà có an thân, bây giờ Phật biểu tôi sang nước Tần. Mến là mến đức hoàng lân, thương là thương lấy vạn dân mắt nàng. Tôi thề chứng có tam hoàng, thương trong
thiên hạ nào màng thân tôi. Miễn cho thiên hạ tâm hồi, ráng mà tu niệm như trời quế thơm. Tu hành trời Phật lấy tư, lại Phật như thể học đường ngủ môn. Ác nhân như ốc mượn hồn, đừng lấy tu niệm ý khôn mà cười. Bạc bài đâu sánh vàng mười, một tiếng niệm Phật hơn mười người sang. Niệm Phật mà đặng bình an, sang vào nghĩ thế lại mang tai nạn. Tới chừng thấy quả khóc than, dầu cho kêu réo chuyển gian đặng nào. Bấy lâu cười nói lao sao, bây giờ mắt nạn kêu tao làm gì. Thái Tây với cõi quê kỳ, phép hay thuốc giỏi vậy thì thua ai. Có chết xỏ bữa làm hai, coi tim coi phổi coi rài mặt ghen. Nói thôi giọt lụy đầm đầm, dương gian nhiều kẻ phải lầm tây phiên. Nói rằng tổ quốc là tiên, cho nên ba tánh lụy liên mất hồn. Bấy lâu chưa biết giải khôn, bây giờ có Phật giáo ngôn cho mình. Tu nhân là kẻ hữu tình, lung lăng là đứa khác hình nhân gian. Chớ nó ăn nói nghênh ngang, chẳng kiêng chẳng kể chừng nào vào cửa thứ mười, thời là mới biết việc mình làm sao. Đói nhìn mười cửa để lao, nhiều người phải bị lao đao ra Phật trời truyền dạy khắp bao, sao không gìn giữ hùng hào làm chi. Thấy đời tôi lại ngẩn ngơ, Phật trời đâu có làm ngơ bao. Trẻ thơ cho tới tuổi
Phật trời không phải không linh mà phiền. Thương là thương kẻ thảo hiền, giàu ai giàu có quê quyền mặt ai. Một lòng tin tưởng nào sai, chẳng tham danh lợi nào này giàu sang. Giàu cho đói khó cơ hàng, cũng không có mắt những đàn yêu tinh. Phật trời phân xử công bình, thương đời nên mới cho kinh lưu truyền. Tu hành thời đáng bình yên, nhược bằng tịch ác chớ phiền trời xanh. Kinh truyền giải đã đành rành, giữ lành hai lẽ rao cho dân tường. Thương thời chỉ nẻo dắt đường, bây giờ thấy nước quý dương nó thông khắp quần châu. Đâu đâu đều có lập lầu giáo dân, Phật tiên thần thánh chẳng cần chê Phật khi thần giáo dạy lễ dân. Phật trời thương hết thế trần, truyền kinh tăng sĩ rao cho dân tường. Tây Sơn xuất thế minh dương, độ cho khỏi hết tai ương dưới trần. Thấy đời cần lâm bớ dân, cho nên trần hạ nhiều lần đổi xây. Mẹ cha nghĩa lâu dài, nhiều người chẳng kể những ngày sợ sanh. Mẹ cha trời Phật sanh thành, sao không kiêng nể để đành bơ vơ. Làm con phải xét tiên cơ, đền ơn cha mẹ trời đâu bỏ. Lung lăng chớ trách thần linh, tuy là chẳng thấy nhưng linh nhiễm màu. Thấy đời mà lại thêm giàu, không lo tu niệm để mà câu mau. Giờ hơn lúc nhà Châu, đảo điền ba tánh thảm sầu nhân dân.
dương tạo quá xây dần, tu hành thì khỏi mười phần lao đao. Lung lăng trốn chẳng đặng nào, cũng như chim nọ mắc vào bẫy trương. Lưới trời búa khắp mười phương, sao không lo sợ lại lo tranh cường. Tu hành trời Phật mến thương, lung lăng kêu ngạo phải dương lưới hồng. Găm người dương thế cõi trần, không ai ở đằng ngoài trời vô đây. Nói cho mà giữ lấy thân, để sao rồi lại mất nơi lưới hồng. Rồi trách trời Phật chẳng yêu, bởi mình bạc ác Phật yêu đằng nào. Lưới trời đã bủa khắp bao, mấy đứa hùng ác ai dung đằng nào. Lung lăng cực vào rừng
khi bày trái lạc lăng xăng. Gà đương ăn lúa túc con ôm sờm, chẳng lo bươi chải nuôi con. Chó kia gặp chủ chẳng còn sủa tru, heo kia ăn uống ngao du, nhái hoành gầm dớn rừng tu vui dày. Chẳng còn lẽ bạn lạc bầy, gà chó heo rài vui đã nên vui. Mấy năm nghĩ lại ngậm ngùi, thương thay thiên hạ sụp sùi than gian. Chừng nào mỗi nước đằng còn giữ mất hai đàn khác nhau. Có tu nhờ lấy ngày sau, lung lăng thời đắng buổi đầu mà thôi. Cũng như đảng nành tới chừng trung phục gốc trời tàn quang. Tu hành như cái lầu vàng, dầu cho có rất cũng còn danh thơm. Kinh này nói thiệt hơn, mặt tình thiên hạ đâu hơn thời tâm. Phật biểu truyền chẳng sai lầm, đạo nào thì cũng ở trong cõi trời. Trách lòng ba tánh nhiều lời, đạo nào cũng bởi Phật trời lập ra. Vì chân nhiều nước vậy mà, cho nên trời Phật lập ra mới. Cũng đừng thấy vậy mà kêu, tổ tông Nam Quốc cũng theo Phật trời. Dân Nam sao lại đổi dời, Phật đạo hồi trước cũng là thuần nghiêu. Ba tánh sao chẳng học theo, Phật trời là đạo ông bà ngày xưa. Hạ quân sao chẳng ngăn ngừa, đạo nay lại mến đức xưa. Xét thiệt hư, nói theo tông tổ có hư bao giờ. Trong nhà lập mấy bàn thờ, cứu quyền thất tổ ngoài thờ năm ông.
thường đêm hương đốt đừng không. Thời là lại có lưỡng thần chép biên. Trung niên sổ nạp thượng thiên, thiên đình tùy đó phước liền ban cho. Hôn mang tai nạn rất to, nói cho ai nấy đặng lo giữ mình. Bao la trời rộng thanh thanh, hiền hung sẽ biết mãi linh rõ tường. Nếu ai chẳng biết lo lường, hãy nhân ích kỷ mang đường qua tay. Bởi mình chẳng biết kể ai, cứ theo ngạo Phật khi tiên chê thần. Mấy đứa ăn ở bất nhân, thời là lại có lưỡng thần chép bà biên. Dầu cho vác xuống quỳnh tuyền, diêm dương vẫn tội nào yên trong mình. Khi sống khi ngạo thiên đình, thác xuống âm phủ hành hình thăm quan. Ở trên dương thế nghìn ngang, thác xuống âm phủ có an bao giờ. Thương thời nói hết thiên cơ, có nghe thì khỏi làm ngơ tự lòng. Thấy trong thiên hạ lắm đông, kinh này một bổn hết lòng giáo khuyên. Sai trong sĩ tử rao truyền, rải trong thiên hạ dưới miền trần gian. Ai thấy mà chẳng rao truyền, ác là mang quả lụy liên cả nhà. Chép coi rồi lại truyền ra, khỏi tai khỏi nạn một nhà bình an. Chép đặng một cuốn về gian, tề gia lớn nhỏ bình an thay lòng. Nếu ai thấy chẳng truyền rao, mắt phải ôn dịch đừng gào trách than. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô